Sinh vật có chất lỏng siêu đắt đỏ này là sam biển. Chất lỏng của sam biển được bán với giá rất cao, là máu của chúng. Theo các nhà khoa học, sam biển là loài động vật chân đốt biển thuộc họ Limulidae. Loài vật này được tin rằng xuất hiện cách đây hơn 450 triệu năm. Sam biển là loài sinh vật có hình thủ lạ mắt, vỏ cứng như mai cua, nhưng mình tròn dẹt, với đường kính khoảng 20cm. Con sam thường bơi rất chậm và bò như cua, sam biển hay sống thành thường cặp cho đến hết đời. Trong đó, sam cái nặng hơn sam đực. Thông thường thì sam trưởng thành nặng khoảng từ 1,5 đến 2 kg. Người ta thường bắt sam để lấy trứng ăn, do đó hay vứt bỏ sam đực vì chúng không có trứng và nhiều thịt. Sam biển có mặt ở nhiều nơi trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Ở nhiều vùng biển nước ta có sam biển như Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Việc đánh bắt được sam biển rất khó. Hơn nữa thì sam biển chỉ sống được trong khoảng 3 ngày sau khi bị đánh bắt, nên không phải là ai cũng có thể có cơ hội được thưởng thức món ngon từ sam biển. Theo các nhà khoa học, thì sở dĩ màu sao biển có màu xanh đặc trưng như vậy là nhờ có chứa đồng. Tuy vậy, thì đây chưa phải là đặc điểm thú vị nhất của sao biển, bởi trong máu của sao biển có chất làm đông đặc biệt, chất này được dùng để pha chế thuốc. Mỗi năm người ta đánh bắt khoảng 600.000 con sao biển để lấy máu của chúng cung ứng cho các cơ sở chuyên khoa đặc biệt ở Mỹ và Châu Á. Mỗi gallon máu sao biển trị giá tới 60.000 đô. Điều này khiến ngành công nghiệp khai thác máu sam trên toàn cầu đạt giá trị 50 triệu đô mỗi năm với con sao biển. Người ta chỉ khai thác khoảng 30% máu của chúng, sau đó trong vòng 72 giờ, sam biển được đưa trở lại biển. Và một tuần sau, lượng máu của chúng có thể phục hồi. Tuy nhiên, tỷ lệ sam biển chết trong quá trình khai thác máu lên đến 10-30%.